Liên quan tới vụ máy bay Ukraine bị bắn rơi nhầm tại Iran, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhất trí với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani về việc cùng giải mã hai chiếc hộp đen của máy bay xấu số này. Theo ông Zelensky, hai nước đã đồng ý phối hợp nhận dạng nạn nhân và hợp tác cả về pháp lý và kỹ thuật trong việc giải mã hộp đen, trong bối cảnh những phát hiện của các chuyên gia Ukraine tại Iran sẽ tiếp tục mở ra sự thật đằng sau vụ rơi máy bay. Iran cũng khẳng định nước này sẽ điều tra đến cùng để đưa những đối tượng đứng sau vụ bắn hạ máy bay ra trừng trị trước pháp luật. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine nhận định việc Iran thú nhận đã bắn nhầm máy bay là một động thái đúng hướng, nhưng nhấn mạnh thủ phạm sẽ phải chịu trách nhiệm. Hiện Ukraine đã đề nghị Iran đưa thi thể của 11 nạn nhân người Ukraine về nước trước ngày 19 tháng 1, đồng thời thảo ra danh sách các bước tiếp theo liên quan tới vấn đề bồi thường. Tướng Haji Hadet, người đứng đầu lĩnh vực không gian vũ trụ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đã nhận toàn bộ trách nhiệm trong vụ quân đội Iran bắn nhầm máy bay thương mại Ukraine, làm toàn bộ 176 người trên khoang thiệt mạng. Quân đội Iran đã nhầm máy bay là một mục tiêu thù địch do kiểu bay và độ cao tương tự mục tiêu nguy hiểm và được cho là đã đổi hướng bay đột ngột khi đang ở gần khu vực căn cứ quân sự. Những tiết lộ của quan chức này trên truyền hình liên quan tới thảm kịch đã hé lộ một trong những chuỗi hàng loạt sai lầm chết chóc dẫn tới thảm kịch đáng tiếc ngày 8 tháng 1. Theo ông Hajizadeh, sự việc xảy ra khi lực lượng vũ trang thuộc tổ hợp phòng không Iran đã chịu sức ép căng thẳng, áp lực thời gian và trạng thái báo động cao trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Mỹ vào thời điểm đó. Theo tờ New York Times, việc Iran chưa từng trực tiếp đối đầu với sức mạnh không quân quy mô lớn của Mỹ có thể đã dẫn đến sự nhiễu loạn khi nhận tín hiệu hiển thị trên radar phòng không. Bên cạnh đó, yếu tố thiếu liên lạc khiến chỉ huy đơn vị chịu trách nhiệm khu vực chỉ có 10 giây giữa hai lựa chọn sống còn khi đó là bắn hạ hoặc không bắn hạ vật thể bay. Thật không may, chỉ vì một quyết định vội vàng của một cá nhân mà thảm họa đã xảy ra. Anh ta nằm dưới quyền điều hành của tôi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Các nhân viên tại đài không lưu hành động dựa trên những thông tin được cung cấp nên họ không có lỗi ở đây. Tôi ước là mình có thể chết đi và không phải chứng kiến tai nạn như vậy. Quan chức này cũng cho biết đã yêu cầu tạm dừng các chuyến bay thương mại, song không được chấp thuận. Hãng tin CNN dẫn lời giới chuyên gia nhận định rằng có một sự khó hiểu khi Iran không dừng các chuyến bay thương mại hoặc đóng cửa không phận ngày 8 tháng 1 sau khi họ mới bắn hàng chục tên lửa đạn đạo tới Iraq. Suốt một tuần trước thảm họa hàng không trên, mạng lưới phòng không Iran luôn đặt trong tình trạng báo động cao. Tuy nhiên, lịch trình hoạt động của sân bay tại Tehran gần như không đổi so với hai tuần trước. Chuyến bay định mệnh của hãng hàng không Ukraine là một trong 19 chuyến bay được cấp phép cất cánh thời điểm đó. Không phận Iran thời điểm đó nóng như chảo lửa. Các bên đều căng thẳng do trạng thái báo động cao, xen lẫn với nỗi lo và rối loạn. Nhưng Iran vẫn mở cửa không phận cho phép máy bay thương mại đến và rời khỏi sân bay ở thủ đô Tehran. Tôi nghĩ đó là sự vô trách nhiệm. Hãng hàng không Ukraine khẳng định đã không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ sân bay ở Tehran về mối đe dọa tiềm ẩn trước khi máy bay cất cánh và bác thông tin máy bay đi chệch lộ trình bình thường. Chúng tôi không thể liên lạc với máy bay vào thời điểm xảy ra sự cố, nhưng sân bay Tehran thì có. Chúng tôi chắc chắn là phi hành đoàn và trạm kiểm soát không lưu vẫn giữ liên lạc cho tới khi xảy ra tai nạn. Thông tin Iran thừa nhận bắn nhầm máy bay đã loại bỏ mọi đồn đoán vô căn cứ rằng hãng hàng không làm sai quy trình an ninh. Lời thừa nhận vô tình bắn hạ máy bay chở 176 người của Iran gây ra làn sóng phẫn nộ. Tại quảng trường chính của Iran, buổi cầu nguyện hôm 11 tháng 1 cho các nạn nhân với sự tham gia của hàng nghìn người đã biến thành cuộc biểu tình phản đối chính phủ. Trước tình hình này, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu EASA đã phát ra thông báo yêu cầu các hãng hàng không của châu Âu cần tránh toàn bộ không phận Iran ở mọi độ cao cho tới khi có thông báo tiếp theo. Khuyến cáo trên mở rộng hơn so với khuyến cáo trước đó của EASA rằng giới chức các quốc gia cần cấm các hãng hàng không bay qua Iran ở độ cao dưới 7.620m. Cơ quan này cũng sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và làm việc theo các bước nhằm đảm bảo an toàn cho hàng không trong khu vực.